Hello, xin chào các bạn. Tiến Minh và Ngọc Nhi đang ở bãi đỗ xe Eon Mall Hải Phòng. Tiến Minh chào các bạn đi. Chị Nhi chào các bạn ạ. Chào các bạn. Bãi đỗ xe rất là rộng. Rộng kinh khủng luôn. Hôm nay là chủ nhật các bạn nhé, nhưng mà bãi đỗ xe vẫn rất là còn nhiều chỗ trống. Rất hiện đại các bạn nhé. Những cái điểm màu xanh này là vị trí trống xe có thể đỗ vào được. Khi có xe đỗ vào thì những cái điểm màu xanh này thì sẽ chuyển thành màu đỏ và sẽ báo về hệ thống ở trên bên trên tầng để cho lái xe biết được là hiện tại ở dưới hầm của đang còn vị trí trống hay không. Rất hiện đại. Mình mới phát hiện là ở trong này có cả một điểm rửa xe và chăm sóc xe các bạn nhé. Nếu các bạn muốn gửi xe và trong cái thời gian mình đi mua sắm và có người rửa xe cho mình thì vẫn ok. Đây là cửa hàng chăm sóc xe hơi, có cả kỹ thuật người Nhật họ đang phủ bóng ceramic các bạn. Đây là bảng giá rửa xe và trông giữ xe luôn.